Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tỉa hoa hồng cuốn vỏ. Cách tỉa rất là đơn giản. Nguyên liệu của chúng ta sử dụng là cà chua. Hoặc có thể các bạn sử dụng cà chanh nữa. Các bạn hãy chọn những quả cà chua cứng vỏ và bề mặt của nó láng mịn, tuyệt đối không được có sứt sẹo. Thì khi chúng ta tỉa ra thì bông hoa chúng ta sẽ đẹp hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ đi một đường dao trên núm cà chua như thế này, theo hình vòng cung. Và sau đó thì sẽ tiến hành gọt vỏ quả cà chua như các bạn gọt vỏ bình thường. Cố gắng là đừng có gọt mỏng. Nhiều người thì cứ nghĩ là khi gọt ra cánh hoa nó sẽ mỏng thì nó sẽ đẹp hơn. Thế nhưng mà như thế thì rất dễ đứt và khó cuốn. Các bạn cứ gọt cho tôi dày. Đến đoạn này thì các bạn dừng lại. Nhiều người thì cứ hoa cuốn vỏ thì người ta cứ gọt đứt hẳn cái vỏ cà chua này ra. Như thế rất khó cuốn. Mà như thế thì hoa của chúng ta sẽ không nở, không trường bông hoa. Chúng ta hãy để nó dính đít như thế này. Sau đó chúng ta sẽ lựa vào đúng chiều của nó, chúng ta sẽ cuốn nó lại. Khi cuốn thì các bạn lưu ý là cái tay này các bạn sẽ giữ cái lát cà chua ở trên giữa hai ngón tay trỏ và ngón tay giữa. Sau đó chúng ta cuốn vào. Và bây giờ thì cái hình vòng cung ở dưới nó chính là cái để chúng ta gài vào đế hoa cho chặt. Sau đó thì các bạn sẽ lấy bông hoa ra bằng từ nửa quả cà chua. Để bông hoa của chúng ta có một cái đài rất là đẹp. Và sau đó sẽ tiến hành cho ra đĩa. Để một bông hoa đỏ như thế thì có vẻ hơi đơn điệu. Chúng ta sẽ vẫn cái bước như thế và chúng ta sẽ tạo một bông hoa chanh màu xanh như thế này. Và để có một bông hồng đỏ, một bông hồng xanh. Các bạn cũng sẽ gọt một đường ở trên núm của nó hình cung. Khi chúng ta tỉa hoa bằng chanh thì chắc chắn là sẽ dễ hơn rồi. Bởi vì bao giờ thì ruột chanh nó cũng sẽ cứng hơn là ruột cà chua. Các bạn cứ lựa và gọt cho đến hết chiều cho quả chanh. Và cuối cùng các bạn cũng để nó dính ở dưới cuống như thế này. Sau đó chúng ta sẽ cuốn nó vào. Đó, vậy là chúng ta đã lại có một bông hoa hồng cuốn vỏ bằng chanh. Và sau đó thì các bạn cũng sẽ lấy ở dưới của nó ra. Chúng ta sẽ để vào đĩa ở cạnh bông hoa hồng đó. Vậy là chúng ta đã có hai bông hoa rồi. Các bạn hãy sử dụng luôn cho tôi bằng cái ruột chanh khi chúng ta đã gọt vỏ chanh ra. Chúng ta sẽ cắt thành những lát mỏng. Các bạn lưu ý khi cắt lát chanh thì chúng ta hãy sử dụng là cắt bằng dao thật sắc bằng. Và chúng ta sẽ được 3 lát chanh như thế này. Tiến hành chúng ta sẽ xếp 3 lát chanh vào dưới như thế này. Các bạn hãy lấy giấy ăn để lau qua một chút xíu cái đĩa, cho nó hết tất cả những cái nước ra. Chúng ta sử dụng những cọng mùi tây. Các bạn ngắt nhỏ nó đi. Và thế này chúng ta để vào đây một chút xíu thôi. Vậy là chúng ta đã có một mẫu hoa bày đĩa rất là đơn giản và nhanh để bày được những món ăn. Với những cái kiểu bày như thế này thì các bạn có thể sử dụng bày cho những cái món ăn ví dụ như là chiên, rán, tức là những món ăn mà khô, không có nước sốt thì chúng ta có thể sử dụng những cái kiểu bày như thế này. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn mẫu tiếp theo, đó là bằng chanh và cà chua bi. Các bạn hãy cắt cho tôi thành những lát chanh mỏng có độ dày bằng nhau. Với những lát chanh như thế này thì các bạn hãy chọn cho tôi 4 lát chanh có cái độ tương đều một chút. Còn lại 4 lát chanh này các bạn để ra đây. Sau đó các bạn sẽ dùng dao, các bạn lấy từ tâm miếng chanh ra, các bạn cắt đôi nó ra như thế này. Đó, như thế này. Cũng tương tự như thế các bạn sẽ cắt các miếng chanh kia. Các bạn sẽ chọn những trái cà chua bi có cái độ đồng đều một chút bằng nhau. Tương xứng với một lát chanh như thế này thì sẽ là một quả cà chua bi. Vậy thì chúng ta sẽ có 4 cả quả cà chua bi như thế này. Sau đó các bạn sẽ tiến hành, các bạn cắt đôi quả cà chua bi ra cho tôi. Và các bạn sẽ sử dụng những cái tăm
Các bạn hãy bẻ đôi những cái tăm này ra. Chúng ta sẽ sử dụng hai tăm. Và bây giờ sẽ tiến hành chúng ta sẽ làm hoa. Các bạn sẽ đặt miếng chanh xoắn hình số 8 như thế này. Và sau đó thì các bạn sẽ dùng cái tăm và đóng vào khóa chu vi như thế này. Các bạn sâu từ bên kia cho sang bên này. Đó, và chúng ta đã có một cái hoa rất là đẹp. Cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ làm lại 4 cái hoa tiếp theo. Các bạn lưu ý cho tôi một chút, đó là với những cái loại hoa như thế này thì đây là bằng rau củ quả. Chính vì vậy mà các bạn hãy nhẹ tay, làm thật sự là nhẹ tay thôi. Bởi vì tất cả những rau củ quả chúng ta khi chúng ta đã cắt nó ra như thế này rồi thì nghiệm nhiên đó là gì? Chúng ta đã phá vỡ đi cái kết cấu của nó, vì gì lúc ấy là nó sẽ rất là mềm. Thì chúng ta hãy thật nhẹ tay thôi. Các bạn cũng sử dụng cho tôi những cái rau mùi tây mà chúng ta sẽ sử dụng nhánh nhỏ thôi. Và sau đó thì các bạn sẽ đưa